bằng chứng rồi nha, có bằng chứng nha cậu thấy. Đó, quay rồi nha. Bắt cá rồi. Em đi bắt cá đi. Năm rồi bắt được 60 con mà bây giờ bắt hết 5 con hết. Ôi, cá này nó gì bên đó. Thế này bây giờ. Thế này nè, Phương ơi. Thầy Phương, cho bà lên bên này mà. Điểm vậy mà. Ôi, 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 ôi